Mưa lớn kéo dài thời gian qua đã gia tăng nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá. Trước tình hình đó, chính quyền huyện Mèo Vạc cùng các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra tình hình thiên tai để kịp thời hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Trong ngày 10 và 11 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc đã đến trực tiếp chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ di dời tạm thời 28 hộ dân tại thôn Khuổi Xoài, xã Tát Ngà với hơn 120 nhân khẩu khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tại xã Tát Ngà, mưa lớn đã gây thiệt hại tương đối nặng nề đối với địa phương, các tuyến đường hầu hết đều bị sạt lở, ước tính khối lượng lên tới hơn 1.000 mét khối. Tính đến trưa ngày 11 tháng 6, toàn xã Tát Ngà có 3 hộ bị đất đá sạt lở vào nhà, trong đó một nhà bị hư hại hoàn toàn. Tại huyện Mèo Vạc, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập úng cục bộ tại nhiều nơi, thiệt hại hàng chục hecta hoa màu và 13 công trình hạ tầng. Hiện các địa phương của huyện đang khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.